Bây giờ là 11 giờ ngày 25 tháng 11, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thành lắp đặt một chiếc sập tứ diện hũ hương cho nhà cô chú Hòa Hương tại xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy. Bây giờ chúng tôi sẽ quay, đây là toàn cảnh ngôi nhà của cô chú Hòa Hương đây. Rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ vào quay chiếc sập ở trong nhà cho mọi người cùng xem nhé. Không gian nhà rất đẹp. Xem tham khảo đi. Ừ. Đấy, quay luôn cả hai cái bình lên cho người ta. Thiết kế phòng khách người ta muốn luôn. Đây là chú nhà. Cái sập của người gọi đến là hàng đồ. Và em không thích đủ, đó là tự nhiên.